lên luôn. Đó. Rồi. Rồi tắt nguồn, Ừ. Đây chú biểu diễn thế nào? Tắt nguồn đây. Đúng rồi. Ok chú. Cái nguồn này giữ 15 giây thôi. Mới nguồn này anh hả? Nút thế nút ấy này phải bật nguồn à? Đúng rồi. Bật nguồn để cho cái thằng này nó hoạt động. Đúng rồi, chính xác. Đó nè. Thế thì hết pin thằng này là sạc ở đâu? Sạc này mình đây chú. À. Có bộ sạc ở đây rồi. À rồi. Để ta phát lại xem cái đây. Ok cái hả? Đúng không đó? Rồi. Rồi, ok luôn. Ok luôn. Tắt nguồn.